Tin bóng đá hôm nay mùng 8 tháng 7, Brazil vô địch Copa America với 10 người. Mỹ lần thứ 4 đăng quang World Cup nữ. Messi đối mặt án phạt nặng. De Ligt chính thức đạt thỏa thuận với Juventus. Đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Brazil vô địch Copa America. Brazil đã không cho Peru cơ hội gây bất ngờ ở trận chung kết Copa America 2019. Ngay phút 15 của trận đấu, Gabriel Jesus thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền cho Everton Soapang vào dứt điểm cận thành đưa Brazil vượt lên dẫn trước. Peru để mất thế trận sau khi thủng lưới nhưng bất ngờ được hưởng phạt đền khi Thiago Silva để bóng chạm tay trong vòng cấm. João Paulo Chureiro đã không mắc sai lầm để mang về bàn gỡ hòa cho Peru. Nhưng niềm vui của Peru không kéo dài bởi chỉ đến phút bù giờ 45+3, Gabriel Jesus đưa Brazil vươn lên dẫn 2-1. Phút 70, Brazil chỉ còn chơi với 10 người sau khi Gabriel Jesus nhận thẻ vàng thứ hai. Peru tận dụng lợi thế đẩy cao đội hình tấn công nhưng hàng thủ Brazil đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Phút 90, Brazil được hưởng quả 11m sau tình huống Everton Sot bị đốn ngã trong vùng cấm. Cầu thủ vào sân thay người Richarlison thực hiện thành công ấn định chiến thắng 3-1, đưa Brazil vô địch Copa America 2019. Messi đối mặt án cấm 2 năm tại Copa America. Sau chiếc thẻ đỏ ở trận tranh hạng 3 giữa Argentina và Chile, Messi tỏ ra bất bình, từ chối lên bục nhận huy chương đồng thời kịch liệt lên án ban tổ chức Copa America 2019 lẫn công tác trọng tài. Chẳng cần nghi ngờ gì cả, mọi chuyện đã được sắp xếp để Brazil vô địch. Tôi mong rằng VAR và các trọng tài không tham gia vào bất kỳ điều gì ở trận chung kết để Peru còn có thể thi đấu. Nhưng thật khó cho Peru, tham nhũng, trọng tài và tất cả những thứ còn lại đã ngăn chặn người hâm mộ thưởng thức bóng đá. Trước đó, khi Argentina để thua Brazil ở bán kết, Messi cũng chỉ trích công tác trọng tài ở Copa America. Anh cho rằng chính vì việc này mà mình phải lĩnh thẻ đỏ ở trận gặp Chile. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã ra thông báo đáp trả phát biểu của Messi. Ngôi sao Argentina hiện đối mặt án phạt từ cơ quan này. Theo tờ Marca, Messi có thể phải nhận án phạt cấm thi đấu lên tới 2 năm. Đánh bại Hà Lan, Mỹ vô địch World Cup nữ. Đối đầu Hà Lan tại chung kết World Cup nữ, tuyển Mỹ đã cho thấy sự vượt trội khi nắm quyền kiểm soát thế trận. Phút 61, Stephanie van der Graaf phạm lỗi với Alex Morgan trong khu vực cấm địa. Đội trưởng Megan Rapinoe thực hiện thành công phạt đền mở tỷ số cho tuyển Mỹ. Chỉ 8 phút sau, tuyển Mỹ có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của Rose Lavelle. Những phút cuối trận, các cô gái Hà Lan cố gắng dâng cao tìm bàn thắng gỡ hòa, nhưng không thể một lần làm tung mảnh lưới của đối phương. Với thắng lợi 2-0, tuyển Mỹ đã bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử tuyển bóng đá nữ Mỹ quang tại các kỳ World Cup. CAN 2019, Mazep lập công đưa Algeria vào tứ kết. Đối đầu với Guinea ở trận đấu thuộc vòng 1/8 CAN, Algeria giành thế chủ động. Bàn thắng đến với họ ngay phút 24 của trận đấu nhờ công của tiền đạo Youssef Belaili. Sang hiệp 2, ngôi sao sáng nhất Riyad Mahrez dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 cho Algeria trước khi Adam Aounas ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 vào phút 82. Trận thắng nhẹ nhàng giúp Algeria giành vé vào chơi ở tứ kết. Kịch tính, hấp dẫn hơn là cuộc chiến giữa Madagascar và Congo. Madagascar tiếp tục hành trình kỳ diệu của họ tại giải đấu khi cầm hòa đối thủ được đánh giá cao hơn Congo 2-2 trong 120 phút và giành chiến thắng 4-2 trong loạt đấu luân lưu. De Ligt chính thức đạt thỏa thuận với Juventus. Người đại diện Mino Raiola xác nhận mắt thị De Ligt đã đạt thỏa thuận cá nhân với phía câu lạc bộ Juventus. Raiola không tiết lộ cụ thể chi tiết thỏa thuận nhưng theo Sky Sports đưa tin trước đó, hai bên đồng ý bản hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm mức lương 12 triệu euro trên mùa. Nhưng Juve chưa thể có De Ligt vì chưa thuyết phục được Ajax nhà người. Tay cò Raiola cho biết mức giá 50 triệu euro Juventus đề xuất quá thấp so với mong muốn của Ajax trong thương vụ này. De Ligt là đội trưởng Ajax, là ngôi sao chủ chốt trong đội hình đưa đội bóng Hà Lan lọt vào tới bán kết Champions League mùa giải vừa qua và hiện được nhiều đội bóng theo đuổi. 80 triệu euro là số tiền Ajax muốn thu về từ vụ De Ligt. MU ra yêu sách bán Pogba cho Real, nhắm sao 130 triệu bảng thay thế dù Paul Pogba đã có tên trong danh sách được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer triệu tập chuẩn bị cho chuyến du đấu hè 2019 đến Australia cùng MU nhưng tương lai của tiền
vệ người Pháp vẫn không chắc chắn gắn bó lâu dài với câu lạc bộ này. Theo tờ Marca Tây Ban Nha, Quỷ Đỏ đã chuyển lời đến Real Madrid rằng họ sẵn lòng bán tiền vệ người Pháp với điều kiện mua được Sergej Milinkovic, Savic Lazio. Tiền vệ người Serbia hiện có mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 130 triệu bảng. Hè 2018, khi còn tại vị ở MU, cựu huấn luyện viên Jose Mourinho từng hỏi mua cầu thủ này nhưng Lazio không đồng ý bán với giá 80 triệu bảng. Lukaku từ chối cả Juventus và Napoli, một lòng hướng về Inter. Hiện cả ba ông lớn của bóng đá Ý là Juventus, Napoli và Inter Milan đều bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Romelu Lukaku. Thế nhưng, theo Calcio Mercato, chân sút người Bỉ chỉ muốn đến Inter làm học trò của huấn luyện viên Antonio Conte còn hơn đầu quân cho nhà đương kim vô địch hay đội Á quân Serie A. Dẫu vậy, Inter hiện vẫn chưa đưa ra mức giá chính thức hỏi mua Lukaku khi ngân sách của họ hiện tại khó có thể đáp ứng yêu sách đòi 75 triệu bảng mà MU mong muốn, dù đã nhắm tiền đạo này thay thế Mauro Icardi. Báo Bồ Đào Nha tin MU sẽ có Bruno Fernandes. Tờ báo Bồ Đào Nha Correio da Manha tuyên bố Bruno Fernandes dự kiến sẽ chuyển đến Old Trafford ngay trong mùa hè này. Tiền vệ tấn công 24 tuổi này đang khá bình tĩnh và tin tưởng chuyện anh đến MU sẽ chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn. Người đại diện của Bruno Fernandes, ông Mizutinho, đã bay sang London bí mật gặp phía lãnh đạo Man Đỏ để xúc tiến thương vụ này. Hazard sắp nhận áo số 7 ở Real. AS đưa tin, gần như chắc chắn Eden Hazard sẽ là chủ nhân mới của chiếc áo số 7 ở Real Madrid trong mùa giải 2019-2020. Hiện tiền đạo Mariano Địa là người kế thừa số áo huyền thoại, từng được Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo đảm nhận trong quá khứ. Man City nhắm người cũ Chelsea ra cố hàng thủ. Sau khi kích nổ bom tấn Rodri để biến cựu tiền vệ Atletico Madrid thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man City với mức phí chuyển nhượng lên tới 70 triệu euro 62,79 triệu bảng, Pep Guardiola đang nhắm ra cố hàng thủ bằng một trung vệ từng khoác áo Chelsea, đó là Nathan Ake, người đã chơi rất tiến bộ trong màu áo Bournemouth. Man City dự định chi 40 triệu bảng để hỏi mua cầu thủ 24 tuổi người Hà Lan này. Paris Saint-Germain chính thức đón sao trẻ từ Ajax. Trên trang chủ của mình, Paris Saint-Germain xác nhận đã có Mitchell Bakker từ Ajax Amsterdam. Nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã hoàn tất thủ tục đón hậu vệ này với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Đáng chú ý, đội bóng thủ đô Paris không phải mất khoản phí nào bởi đây là thương vụ theo dạng chuyển nhượng tự do. Mitchell Bakker là cầu thủ đa năng nhưng thường chơi ở vị trí sở trường là hậu vệ trái. Tài năng trẻ 19 tuổi này từng có 5 lần khoác áo tuyển U19 Hà Lan và đã ra sân 13 lần ở giải UEFA Youth League. Do không có cơ hội cạnh tranh vị trí với Nicola Tagliafico nên Bakker phải rời Ajax trong hè này theo dạng chuyển nhượng tự do. Mitchell Bakker là tân binh thứ 4 của Paris Saint-Germain trong phiên chợ hè năm nay. Trước đó, gã nhà giàu thủ đô đã đón 3 tân binh là Ander Herrera MU, Pablo Sarabia Sevilla và Maxim Bunka Chelsea. Trong số này, chỉ có một thương vụ mà Paris Saint-Germain phải trả phí Sarabia, 20 triệu euro, dự định chi 40 triệu bảng để hỏi mua cầu thủ 24 tuổi người Hà Lan này. Đến với bóng đá Việt Nam, 17:00 ngày 8 tháng 7, Hải Phòng với Hà Nội. Tâm điểm ở vòng 14 V-League chính là cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Hà Nội. Trận cầu thách thức tham vọng bảo vệ chức vô địch của đội bóng thủ đô. Hải Phòng đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Thầy trò Trương Việt Hoàng đang phải nhận số bàn thua nhiều nhất giải với 23 bàn sau 13 vòng đấu và trước khi dừng bước ở tứ kết cúp quốc gia 2019. Hải Phòng đã có chuỗi 6 trận không thắng liên tiếp. Có thể nói sau những thành tích khả quan hồi đầu mùa giải, đội bóng đất cảng đang có những dấu hiệu của sự bất ổn về phong độ. Những chấn thương và án treo giò là một trong số các nguyên nhân khiến sức mạnh của Hải Phòng sao sút. Bên cạnh đó, những công thần của đội bóng đất cảng như Quốc Trung hay Đình Bảo bất ngờ ra đi cũng khiến lực lượng nhân sự của Hải Phòng vốn đã không dày thì nay lại càng mỏng hơn. Rất may trong tình cảnh khó khăn, Hải Phòng cũng đã kịp thời có sự bổ sung lực lượng, đặc biệt là sự góp mặt của trung vệ nhập tịch giàu kinh nghiệm Hoàng Vít Sai. Trong một vài trận đấu gần đây, Hoàng Vít Sai được xem là điểm tựa cho hàng thủ mong manh của đội bóng đất cảng. Điều duy nhất mà Hải Phòng có thể trông chờ lúc này chính là sự cổ vũ nhiệt thành và máu lửa của cổ động viên đất cảng. Với việc được chơi trên sân nhà Lạch Tray, dù không thể tái diễn khung cảnh pháo sáng ngập trời nhưng chắc chắn cổ động viên Hải Phòng sẽ tạo nên những bài ca, tiếng hát sôi động để tiếp thêm động lực thi đấu cho các học trò của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Chảo lửa Lạch Tray chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu đối với đội bóng thủ đô. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thường gặp khó khăn mỗi khi hành quân tới sân Lạch Tray trong nhiều năm qua. Theo những con số thống kê, trong 4 lần gần nhất tới làm khách tại đất cảng, Hà Nội chỉ giành được 2 kết quả hòa và thua 2 trận. Bên cạnh đó,
Việc gồng mình thi đấu ở cả 3 mặt trận là cúp quốc gia, League và đấu trường AFC Cup khiến thể lực của các cầu thủ Hà Nội bị suy giảm đi đáng kể. Kèm theo đó là những chấn thương luôn rình rập. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ không có Đình Trọng và Oseni tới hết mùa giải năm nay vì chấn thương. Ngoài ra, chân sút Hoàng Vũ Samson được tăng cường cho Quảng Nam ở lượt về. Điều này đã buộc huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chiêu mộ những gương mặt bổ sung cho giai đoạn lượt về. Việc trung vệ Tiến Thành bất ngờ bị Thanh Hóa thanh lý hợp đồng giúp Hà Nội dễ dàng sở hữu cầu thủ chất lượng từng là tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Sự xuất hiện của Tiến Thành phần nào giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm với đi nỗi lo khi thiếu vắng Đình Trọng. Trên hàng công, đội bóng thủ đô đã ký hợp đồng với tiền đạo PAPAIBOUKEBE. Cầu thủ người Pháp sinh năm 1989 này đã ghi 24 bàn trên 25 trận đấu tại giải hạng nhì Slovenia mùa giải vừa qua. Với những gì đã thể hiện, anh được câu lạc bộ Hà Nội ký hợp đồng trực tiếp chứ không qua thử việc. PAPAIBOUKEBE sẽ là cái tên đầy hứa hẹn có thể thay thế khoảng trống mà Oseni để lại. Một tín hiệu vui nữa dành cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là các gương mặt trụ cột như Văn Quyết và Quang Hải đang thể hiện phong độ tốt tại trận thắng chủ nhà Nam Định 4-3 ở tứ kết cúp quốc gia. Người hâm mộ đội bóng thủ đô đang rất kỳ vọng Hà Nội với phong độ cao sẽ phá rớt trên sân Lạch Tray.